Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách kích hoạt trợ lý ảo khi mình đang lái xe. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để sử dụng trợ lý ảo một cách thuần thục. Nút ở bên tay trái của mình đây là nút trợ lý ảo. Thì nút này sẽ kích hoạt trợ lý ảo có trên điện thoại di động. Đây, điện thoại của mình. Mình sẽ kết nối Bluetooth với xe. Xong rồi. Thì mình sẽ đặt điện thoại của mình lên cái vị trí lái xe. Đây mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng nút trợ lý ảo. Đây mình khi mình đang lái xe, điện thoại mình đã kết nối với xe, thì mình chỉ cần bấm vào đây một lần, một nút thôi thì màn hình nó sẽ hiện lên Open Google Map. All right, here's the Google Maps app. Thì có nhiều bạn thắc mắc mình là thật ra thì nó hỗ trợ tiếng Anh, đúng, nó hỗ trợ tiếng Anh. Chạm một tay vào cái micro đây nữa. 135 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ nó đã chỉ đường cho mình đến 135 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Thôi cái đường này số này mình nói đại thôi. Mình bấm vào một cái một lần thôi, mình nói Back home. Mình sẽ trở về màn hình chính. Mình muốn nghe nhạc hay là mình thường những có một số bạn vấn đề muốn nghe nhạc khi mình đang lái xe mà có cái bực bội là mình giống như mình muốn chọn bài mới của mình á. Mình không biết làm sao chọn, bạn chỉ cần bấm một nút thôi, một nút vào. Open YouTube. Lập tức YouTube đã được mở ra. Okay, here it is. Cái hiện tại trên mình, cái Bixby trên Samsung thì nó chưa hỗ trợ tiếng Việt. Nhưng mà chỉ cần đang lái xe thì bạn chỉ cần bấm một cái vào cái nút bên đây. Tìm và bấm một lần vào cái micro. Về đâu mái tóc người thương, Quang Lê. Ok. Sẽ đang nghe nhạc, mình bấm một nút vào trợ lý ảo thì điện thoại nó sẽ hỏi ngay lập tức. Mà lúc này thì bạn nên để cái khuôn mặt của mình nó trực diện với điện thoại nha. Open Google Map. Okay. Đây, ví dụ như bấm một lần trợ lý ảo. Open Message. Sure, here it is. Home. Thật ra cái nút trợ lý ảo này là nó chỉ mở cái trợ lý ảo trên điện thoại của mình thôi. Và rất là nhiều bạn không sử dụng nó là vì rất là ngại không biết nói tiếng Anh. Thì các bạn kia cần cố gắng sử dụng, là mình chỉ cần nó khởi động được cái YouTube với Google Maps. Trong đó nó đã có cái hỗ trợ tiếng Việt rồi. Những hướng dẫn của mình sẽ giúp cho các bạn lái xe thuận tiện hơn, bao gồm như mở bản đồ, nghe nhạc. Chào các bạn. Xin cảm ơn bạn.